Chào mừng các bạn đã đến với kênh Minh Vlog Phong thủy Tử Vi. Hôm nay tôi sẽ mang tới cho các bạn một video có chủ đề về phong tục tập quán 16 phong tục cổ truyền Tết Nguyên Đán không thể thiếu của người Việt. Những phong tục cổ truyền Tết Nguyên Đán đã được lưu giữ qua nhiều đời nay và chúng vẫn luôn mang ý nghĩa đẹp đẽ. Tuy không đủ nguyên sơ như thuở ban đầu, nhưng cũng vẫn là điều mà con cháu luôn giữ gìn và trân trọng. Thế nên cụm từ ăn Tết bao hàm nhiều ý nghĩa: đón Tết, chơi Tết, chúc Tết, mừng tuổi Tết, vân vân. Trong không khí náo nức chuẩn bị cho một cái Tết thật sự đầy đủ về vật chất và tinh thần, có một thú vui mà có lẽ bất cứ ai, từ già tới trẻ, đều rất thích. Một, cúng ông công, ông táo. Lễ cúng ông công, ông táo là văn hóa tâm linh được gìn giữ từ bao đời nay. Đây là một trong lễ cúng quan trọng dịp cuối năm. Vì thế, bạn nhớ lưu ý tránh những điều kiêng kỵ trong lễ cúng ông công ông táo. Theo quan niệm dân gian, từ 12 giờ trưa ngày 23 tháng Chạp là thời điểm các táo quân bay về trời. Thời gian cúng lễ táo quân không quá nghiêm mật, nhưng không nên để quá muộn. Gia chủ có thể bắt đầu từ ngày 21 tháng Chạp, nhưng nhất thiết không làm lễ quá muộn, tức là quá 12 giờ trưa ngày 23 tháng Chạp. Khi hương cháy hết là coi như lễ cúng hoàn thành, gia chủ có thể hóa vàng, thả cá phóng sinh để tiễn cá chép về trời. 2. Dọn nhà cuối năm. Dọn nhà cuối năm không chỉ là nét đẹp truyền thống xưa nay của người Việt, mà còn là thói quen tốt để tất cả các thành viên trong gia đình cùng chung tay dọn dẹp, chuẩn bị cho một không gian tươi tắn sạch sẽ để mọi người sẽ cùng nhau quây quần trong ngày Tết. Tùy theo lịch làm việc và lịch nghỉ của mỗi người mà có thể sắp xếp lịch dọn nhà sao cho phù hợp. Thường việc dọn dẹp nhà cửa thường tiến hành từ ngày 24 âm lịch đến ngày 30 âm lịch. Trong ngày này, lần lượt các phòng trong nhà được lau dọn và sắp xếp lại gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ. Ai cũng muốn dọn đi những thứ cũ kỹ, chuẩn bị để rước tài, rước lộc, làm tăng vận khí toàn gia khi bước sang năm mới. Khi tiến hành dọn nhà cuối năm, người Việt cũng rất chú trọng lau dọn bàn thờ, rút tỉa chân nhang để chuẩn bị đón Tết. Riêng về cách rút chân nhang bát hương, ta sẽ xem bài chi tiết bài viết ở cách rút chân nhang bát hương và vệ sinh bàn thờ ngày Tết đúng chuẩn. 3. Đi chợ Tết. Dịp Tết, việc đi chợ Tết là để tận hưởng không khí cuối năm, là khoảng thời gian được chúng ta chờ đợi nhất. Đó là phiên chợ đông vui hơn, tấp nập hơn và cũng hối hả hơn, vì ai ai cũng bận rộn trang hoàng nhà cửa, cúng gia tiên, hoàn thành công việc cuối cùng trước khi bước sang năm mới. Dù ngày nay đã có khá nhiều siêu thị to nhỏ lớn bé, nhưng nét đẹp ở chợ Tết quê luôn được mọi người háo hức tham gia. Nhất là khi chỉ bước chân vào chợ, ta mới được hưởng trọn không khí ngày Tết ở nơi ấy. Đi chợ Tết là một phong tục gắn liền bao đời với người dân Việt và là chợ ngày Tết luôn luôn được đón chờ, luôn mang một ý nghĩa quan trọng trong tiềm thức của mỗi người con đất Việt. 4. Cây nêu ngày Tết. Cây nêu ngày Tết thường là cây tre già, cao, to, thẳng, lóng tre đều, trên ngọn để nguyên chùm lá tươi. Cây mang nghĩa thiêng liêng, tránh xui xẻo, mang lại một năm mới may mắn cho gia chủ. Cây nêu thường được dựng vào ngày Tết táo quân về trời, chính là vì từ ngày này cho tới đêm giao thừa. Người ta tin rằng đây là thời gian vắng mặt táo quân, ma quỷ nhân cơ hội này sẽ thường đến nhà quấy nhiễu, nên phải trồng cây nêu để trừ tà. Đến hết ngày mùng 7 tháng Giêng thì cây nêu được hạ xuống. Cây nêu ngày Tết gần đây đã không còn là phổ biến mà chỉ còn bắt gặp ở các nhà chùa, đình và một số vùng quê. Tuy nhiên, những truyền thống văn hóa đẹp của dân tộc này thì không bao giờ mất đi. 5. Xin chữ câu đối Tết. Những câu đối đỏ ngày Tết thường gợi cho chúng ta một ngày Tết đang đến gần, không khí xuân bao trùm lên cảnh vật, tạo nên cảnh ấm áp khi về với mái ấm gia đình. Nhiều người mua một câu đối hay một vài chữ nho mang ý nghĩa cầu an, cầu tài lộc cho năm mới. Gam màu đỏ chủ đạo trên câu đối đỏ là sắc màu của sự may mắn, là biểu tượng màu sắc của chiến thắng và niềm tin từ xưa. Chúng ta thường tới cổng chợ xin chữ thầy đồ về thờ với mong muốn con cháu được học con chữ mà thành người. Ngày nay câu đối đỏ còn được dùng để làm món quà ý nghĩa. Với lời chúc tụng nhau một năm mới ngập tràn may mắn, câu đối còn là cây cầu kết nối tâm hồn, đồng điệu cùng nhau của những người yêu văn thơ, thể hiện ý chí, quan điểm, tình cảm của tác giả. 6. Nấu bánh chưng. Bánh chưng là món ăn truyền thống trong mâm cỗ Tết của người Việt. Và để chuẩn bị cho món ăn đó, thường cả gia đình thường quây quần bên nồi bánh chưng, tạo nên hình ảnh thật là đẹp đẽ và ý nghĩa với tất cả chúng ta.
Thông thường các gia đình Việt có thói quen gói bánh chưng vào ngày 27, 28. Đây là khoảng thời gian kết thúc công việc sau cả năm vất vả để chuẩn bị mọi thứ trong ngày Tết. Đây chính là dịp để ông bà, bố mẹ và con cháu vui vầy trước không khí rạo rực của mùa xuân. Có thể nói bánh chưng có ý nghĩa không chỉ về mặt dinh dưỡng mà nó chính là nét đẹp trong đời sống tinh thần của dân tộc ta. 7. Thăm mộ tổ tiên, rước vong linh ông bà về ăn Tết. Người Việt rất coi trọng nguồn cội của mình và mỗi năm tục thăm mộ tổ tiên như một nét đẹp văn hóa nhắc nhở con cháu phải nghĩ tới ông bà tổ tiên mỗi độ xuân về. Đó cũng là thể hiện của tình cảm hướng về cội nguồn và thể hiện lòng hiếu thảo, là một nghi thức để giáo dục cho đời sau về lòng hiếu thảo tri ân với các bậc tiền nhân. Dù tất bật thế nào đi chăng nữa trong cuộc sống mưu sinh, dù cả năm bôn ba làm ăn ở nơi xa, nhưng đến ngày này chúng quay về vẫn là gia đình. Thời gian từ sau lễ tao quân chầu trời kéo dài tới 30 tháng chạp để kết hợp mời ông bà về dự ăn Tết cùng gia đình. Công việc trong lễ tảo mộ và dọn dẹp sạch sẽ cho phong quang thong đáng mộ phần của người đã mất. 8. Cúng tân niên. Tục lệ cúng tân niên hay được gọi là lễ tân niên như một dấu mốc quan trọng. Mâm cỗ gia tiên phải được chuẩn bị chu đáo, bao gồm hương hoa, chầu cau, vàng mã. Ngoài ra, lễ mặn hoặc ngọt tùy theo gia chủ chuẩn bị, nhưng mâm cúng lễ phải đầy đặn, bày biện cẩn thận để bữa tân niên trở thành nét đẹp truyền thống trong ngày đầu năm mới, vì đây là dịp để người con xa quê được trở về nhà sau một năm vất vả. Từng là thành viên trong gia đình được ngồi sum họp bên mâm cơm ở chiều 30 Tết. Ở mỗi vùng miền lại có những tập tục khác nhau, gia chủ có thể mời những vị khách như bạn bè hay người thân đến chung vui, bởi đây là một cuộc hội ngộ đầy đủ, nhất là mỗi năm chỉ có một lần. Cả gia đình sum vầy bên mâm cơm đầy đủ với món ăn truyền thống, cười nói vui vẻ để xua tan những nhọc nhằn vất vả về cuộc sống muộn về của năm cũ. 9. Cúng giao thừa. Đêm giao thừa còn được gọi là đêm trừ tịch, là một đêm quan trọng đánh dấu cho một năm cũ kết thúc và một năm mới đã đến. Cúng giao thừa hay lễ trừ tịch là lễ quan trọng nhất trong Tết Nguyên đán, được thực hiện vào nửa đêm 30 rạng sáng mùng 1 Tết. Lễ thường được tiến hành vào giờ chính tí, tức là đúng 12 giờ đêm 30 tháng chạp. Ý nghĩa của lễ này là dẹp bỏ đi quá khứ, những điều phiền nhiễu để đón những cái mới, tốt đẹp của năm mới sắp đến. Lễ cúng giao thừa còn được gọi là lễ khu trừ ma quỷ, do đó có từ là trừ tịch. 10. Đi lễ chùa đầu năm. Phong tục đi chùa đầu năm vừa là khởi đầu mùa xuân, khởi đầu của sự sống và trở thành yếu tố tâm linh gắn với văn hóa, tín ngưỡng của người Việt. Cửa chùa đất Phật là chốn bình yên, thanh tịnh. Ngày đầu năm mới, người người nhà nhà cùng đi chùa là hướng tới con người nghĩ tới cái tốt, cái tâm tốt lành, hướng thiện, đức từ bi, trí tuệ của nhà Phật. 11. Hái lộc đầu năm. Khi đi lễ chùa đầu năm, nhiều người rủ nhau đi hái lộc vì lộc là nụ đầu năm, mầm non mới nhú. Hái lộc ở nơi đền chùa linh thiêng mang ngụ ý xin được hưởng chút lộc của thần Phật ban cho để năm mới thuận lợi, phát tài phát lộc. Hái lộc xuân là nét văn hóa đẹp của người Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ nên hái cành hay lá nhỏ mang tính tượng trưng mà thôi. Chúng ta cũng nên hạn chế ở nơi công cộng bởi bẻ lộc gần như là tàn phá cây cối, khiến hái lộc đầu năm trở thành cơn ác mộng đối với cây xanh mỗi dịp Tết đến xuân sang. 12. Xông đất. Bước sang năm mới, mọi người tin rằng đầu năm mới xuân sẻ thì cả năm mới sẽ gặp may. Vì thế, người đến nhà chúc Tết đầu tiên rất được xem trọng, với niềm tin đó là người mang đến may mắn cho gia đình. Người ta thường nhờ người hợp tuổi, hợp mệnh đến xông đất, xông nhà, cầu mong sang năm mới lấy được vía tốt của người xông nhà. Người khách đó đến vào buổi sáng mùng 1 phải do chủ nhà sắp đặt trước và cả gia đình sẽ đón tiếp vui vẻ, nhiệt tình, nhận những lời chúc tốt đẹp đến với gia đình mình. Người ấy chỉ đến khoảng 10 phút mang theo lời chúc mừng nhưng đã mang đến niềm vui và sự tin tưởng của gia đạo, sẽ mang may mắn đến cả năm cho gia đình. Còn người đi xông đất, họ vui vì đã cho đi những điều tốt lành, làm phước giúp mọi người. 13. Mừng tuổi. Mừng tuổi hay lì xì ngày Tết là một những phong tục cổ truyền Tết Nguyên đán của người Việt mà trẻ nhỏ mong chờ nhất. Và những ngày này, người lớn thường tặng cho trẻ nhỏ một khoản tiền nho nhỏ để trong phong bao lì xì. Đây là số tiền có ý nghĩa tượng trưng cho may mắn và tài lộc, gọi là tiền mừng tuổi hay là tiền lì xì.
Tặng lì xì là tặng món tiền để thể hiện điều lành và may mắn cho đứa trẻ. 14. Chúc Tết. Tết Nguyên đán là để dịp để cho mọi thành viên trong gia đình vui vẻ sum họp, đón thời gian bày tỏ sự yêu thương thắm thiết và mong muốn của mọi người qua những lời chúc. Chúc Tết là một trong phong tục cổ truyền Tết Nguyên đán được gìn giữ qua bao nhiêu thế hệ, thể hiện lòng hiếu thảo, sự tri ân của con cháu với ông bà, cha mẹ, thầy cô, là những người công sinh thành, nuôi dưỡng và giáo dục ta nên người. 15. Lễ hoa vàng. Với suy nghĩ trần sao vậy nên từ lâu tục đốt vàng mã được du nhập từ Trung Quốc vào Việt Nam và đã biến tướng đi ít nhiều. Việc hoa vàng thực chất là mang ý nghĩa đón thần tài thần lộc về cho gia đình. Vì thế không hề có chuyện càng đốt nhiều vàng mã càng thể hiện lòng thành kính dâng lên tổ tiên. Thực chất chỉ cần đốt một ít vàng mã và hương khói đầy đủ trong 3 ngày Tết là đủ và đúng với truyền thống văn hóa của người Việt. 16. Khai ấn, khai bút. Đầu xuân chọn vào ngày tốt, giờ tốt, người có chức tước khai ấn, đóng con dấu đầu tiên trong năm. Trong khi đó, các học trò, sư phụ thì khai bút, viết một bài hoặc một đoạn văn, một câu thơ đầu tiên trong năm. Còn đối với nhà nông thì khai canh, cày ruộng, làm đất, trồng cấy cày lần đầu tiên trong năm. Còn người buôn bán thì khai trương. Cảm ơn các bạn quan tâm và dành thời gian theo dõi. Các bạn có thể nhấn like và đăng ký kênh để sớm nhận được video mới nhất. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai.